Hello, xin chào tất cả bạn đến với channel của mình. Về tiếp tục bay con đại trà cánh phẳng 3m2 nhá. Cùng bộ 6D70. Đã xong. Đấy, hơi ồn các bạn nhé, để mình ra góc khác quay. Góc kia ồn quá. Chắc bạn ấy nghe không rõ. Rõ tiếng to hết đấy, không rõ. Gió đèo này rất là gì rất thoại đấy, dần tung 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 tung. Đây cho to phết nhỉ. Nó phải đào hơn thì à thì vẫn ngon chua. Gió này thả ra được nhưng chỉ sợ ra rồi. Không biết ông nào ông nhìn mình nữa. Chắc cũng dân chơi gió thôi.
Quật thì cho này là ra xa đốc nghe hay không? Ra xa nó vào hết, nghe nó ấm hết. Nghe trước giờ hay bị dậu. Nghe không dậu. Alo. À, bánh mì ông tí mua về cơ. Ra đâu? Sao gọi điện sao? Cột dèo rồi về ăn sáng thôi. Hả? Cột dèo rồi về đi ăn sáng thôi. Mày bay nhanh thì không hạ đâu. Thì anh chỉ sợ hạ nó ra đường thôi kìa. Đây là cảnh anh đang buộc diều nhé. Anh bơi xong anh nhảy dớ nhé. Sợ luôn, thang mất cái lô.